Em chào tất cả bác với kênh Cơ Dấn của Ba Miền của bác nhé. Thì tiếp tục những cái video mà em sẽ giới thiệu tất cả bác về những cái dòng cây trồng này, những dòng cây hoa, cây cảnh trồng cảnh quan, trồng công trình các bác nhé. Thì hôm nay em lên đây giới thiệu tất cả bác về một cái dòng hoa rất là phổ biến và có mặt ở thị trường Việt Nam rất là lâu rồi các bác nhé. Từ xa xưa ông bà ta đã trồng rồi, rất là lâu rồi và nó khá là hot vài năm trở lại đây các bác nhé. Mặc dù những cái dòng hoa này thì nó trồng nó thể hiện sự đẳng cấp rất là lâu rồi, rất là nhiều khách hàng người ta có tiền người ta chơi những cây rất là lớn các bác nhé. Đó chính là dòng hoa mộc hương các bạn. Mộc hương thì hôm nay em giới thiệu cho các bác đó chính là dòng mộc hương ta các bạn. Mộc hương thì có hai dòng, đó là mộc hương tàu này và dòng mộc hương ta. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác về một cái dòng mộc hương ta hoa vàng các bác nhé. Đối với dòng mộc hương ta này thì thứ nhất là về mùi hương thơm của dòng hoa này thì rất là thơm các bạn. Và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm đầu xuân các bác nhé, nó sẽ cho những cái hương thơm rất là ngọt ngào các bạn, nhẹ nhàng các bạn. Ngày xưa các cụ đã có câu là sắc trà hương mộc các bạn, đó chính là người ta đã nói rất là nhấn mạnh về cái hương thơm của cái hoa mộc hương các bác nhé. Đó, đây em giới thiệu cho các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác những cái cây mà khoảng tầm được khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm tuổi các bác nhé. Mùa này thì hoa rất là sai các bạn. Mộc hương này thì thường là sẽ bắt đầu vào dịp mát này thì hoa nó ra rất là sai các bác. Hoa mộc hương thì ra quanh năm. Tuy nhiên thì nó sẽ là nhiều nhất vào cái đợt cuối năm và dịp ra Tết các bạn, bắt đầu dịp xuân nữa rất là nhiều luôn. Hoa đặc biệt là nó ra ngay trên thân luôn, các bác có thể thấy này. Đó, đây những cái cây hoa nó ra đều trên thân hết các bác nhé. Và mùi cực kỳ thơm luôn, chỉ cần để xa thôi ngửi đã rất là thơm rồi. Đây, các bác có thể thấy hoa đặc biệt rất là sai ở những cái cành, sai luôn. Và dòng mộc hương này thì những cái khách hàng mà các bác đã chơi thì các bác đã biết là thông thường ấy thì sẽ chơi thân chi và bên trên nó là tán đào các bác nhé. Và chi thì thấp thôi. Đối với dòng mộc hương này thì thân chi không cần quá cao các bác nhé. Nó không như những cái cây hồng cổ hoặc những cây hoa hồng thì cần những cây cao tán ô các bác nhé. Hoặc là những cái cây mà hoa mẫu đơn thì cần những cái cây thân chi tán ô thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên đối với mộc hương này thì thoát thân nhưng mà chỉ cần thoát thấp thôi ạ. Khoảng tầm 50 phân 70 phân là vừa phải rồi. Đổ lại là vừa phải các bác nhé. Và khi đó tán nó rất là nhiều. Đặc biệt những cái dòng hoa này ấy, khi mà tay cành nó ra nhiều ấy, thì nó rất là đẹp. Và hoa nó nở rất là nhiều. Thì dòng này anh em được khoảng 2 năm rưỡi 3 năm tuổi rồi. Thì gốc nó được khoảng tầm 7, 8, 9 phân đấy, để em đo cho các bác xem luôn. Gốc được 7, 8, 9 các bác nhé. Hàng này nhà em lấy là 7, 8, 9. Đó, và thoát thân thì nó sẽ đa phần là nó sẽ thoát được trên 30 các bác. Cây nào trên 30, 40, có những cây thoát được 50, 60 các bác nhé. Thì số lượng 60, 50 thì nó ít, thì đa phần là 40, 35 đến 40 các bác nhé. Thế nên đây để giới thiệu luôn cho các bác về khách hàng là thường là mộc hương thì bác nào cũng thích trồng rồi. Giới thiệu bác nào các bác nghe cái là các bác biết ngay là mộc hương là cây hoa gì các bác nhé. Em không phải giới thiệu quá nhiều. Thì hôm nay thì em chỉ nên giới thiệu cho bác về những cái dòng cây nhỏ này này. Những cái cây vừa vừa này, rất là vừa tiền các bác nhé. Ai cũng có thể sở hữu. Đó. Rất là đẹp. Các bác có thể thấy này. Đây là một cây để em lấy cho bác một cây mẫu ra bác xem. Đó. Rất là đẹp. Tổng chiều cao cây thì nó được khoảng tầm 1m8 đấy. Chiều cao của em là 1m75 thì cây được 1m8. Đó, và tán rất là đẹp, tay cành cực kỳ đẹp luôn. Đây bác có thể thấy đây. Và hoa nó nở. Đó, đó là những cái dòng mộc hương. Đây, cây nào cũng rất là sai hoa các bác có thể thấy đây. Đó, nhà em thì cái lô này nhà em còn gần 1.000 cây các bác nhé. Dâm ở rất nhiều nơi. Đó. Thì hôm nay em quay cho các bác xem về cái lô này. Đang là hoa rất đẹp các bạn. Đây các bác có thể thấy đây. Cây nào cũng thế rất là sai hoa luôn. Thì và trong đây thì em sẽ giới thiệu cho bác thêm một vài cây to nhà em nữa nhé bác nhé. Những cây to hơn một chút. Đây, nó ở phía này. Và những cái cây to nhất nhà em thì nó đường kính được khoảng tầm từ 25 đến 30 các bạn. Vanh được khoảng từ 25-30. Đây là những cái cây mà to hơn một chút các bạn. Những cái này thì thoát cao hơn này. Được khoảng tầm 50 phân đấy. Em quay cho bác xem. Những cái này nhà em thì thoát được khoảng tầm 55-60 phân. Được hơn 60 phân các bạn. Thoát được hơn 60 phân. Đó và gốc những cái cây này thì nó lớn hơn một chút. Những cái cây này cũng phải gần chục năm rồi các bạn. Mộc hương nó chậm lớn lắm. Được gốc những cây này được mười mấy phân rồi. 13 phân rồi các bác nhé. Những cái gốc này được 13 phân rồi. Đó, và hoa cũng đang chó rất là sai. Đây các bác có thể thấy đây. Hoa nhiều dã man luôn. Mộc hương thì này không chỉ chơi để lấy hương thơm mà nó thể hiện đẳng cấp luôn đấy.
Những cái dòng này ở những cái khu đô thị mà những cái khách hàng mà có những căn biệt thự các bác chơi, những cái dòng mộc hương này rất là phổ biến luôn, cực kỳ đẹp luôn. Lô mộc nhà em rất là nhiều, kích cỡ thì rất là nhiều các bạn. Đợt này thì nhà em thứ nhất là ôm được hơn 1.000 cây, đủ kích cỡ luôn, rất là nhiều cho bác nhé, cứ cỡ rất là đa dạng. Và tất cả các khoảng giá tiền thì các bác đều có thể sở hữu các bác nhé. Các bác thích chơi những cái dòng VIP, em có dòng VIP để phục vụ các bác, những cây rất là to, cực kỳ lớn luôn. Bên kia là những cây nhỏ đang ra hoa rất là dài. Đây, các bác thể thấy đây. Đối với dòng mộc hương này thì mình càng để tán đào bao nhiêu ấy, thì là hoa nó sẽ ra nhiều bấy nhiêu. Bởi vì hoa nó sẽ ra trên thân này, nó ra những cái kẽ lá này các bác thấy đây, và ra những cái thân. Những cái dòng toát cao này thì là sẽ có những khách hàng thích. Tuy nhiên thì theo cái quan điểm cá nhân riêng của em ấy, thì em rất là thích những cây mộc hương mà nó thoát thấp và nó rất là thẳng các bác nhé. Thoát thấp, thẳng và tán nó đào. Đó là những cái quan điểm riêng của em. Và để sư nuôi những cái cây mộc hương mà, à và đặc biệt là cái dòng mộc hương nhà em là dòng mộc hương ta hoa vàng, hàng chuẩn xịn luôn các bác nhé. Không có nai tạp bất kỳ một cái dòng nào cả, hàng chuẩn xịn luôn. Bác thể nhìn hoa này bác biết là nó xịn như nào rồi. Và nếu các bác có thời gian mà đi qua vườn em thì vào tham quan thì bác thể thấy là khi bước vào vườn một cái thì cái mùi hương thơm nó sực lên luôn vào mũi các bác nhé. Rất là thơm luôn, cực kỳ thơm. Và khi mà là một hương tao hoa vàng ấy, thì lá nó sẽ là răng cưa các bác này, rất là sắc các bác nhé. Răng có răng cưa và thân nó mốc này. Đó, đây là những cái dòng cây lớn nhà em các bác nhé. Thì em nên để chia sẻ cho các bác những cái kiến thức về cái dòng mộc hương. Thì khách hàng nào mà các bác mà quan tâm và các bác muốn sở hữu những cái cây mộc hương này, có thể từ 5 đến 10 cây, hoặc là các bác mua xỉ, các bác bán lại các bác nhé, thì bác thể liên hệ trực tiếp với em. Cái dòng xỉ bán lại thì cái những cái dòng mà gốc 7, 8, 9, 10 nhà em rất là nhiều các bạn. Thì em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Còn bây giờ thì em xin tạm dừng nhận đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác.